ngày vui, bye bye. Mình muốn nói là cái con mắt này á, bạn có thể đi dự tiệc, đi chơi, đi tản bộ với người yêu. Ok, bye bye. Nói với chứ kìa, dưỡng mình là sức cái này ha. Chị đâu bắt đầu cái tới mắt. Bạn mình xức concealer là cái này ha. Bạn phải xức cái dưỡng môi, mình thích cái này. Mình thích cái dưỡng môi này ha. Rồi một lát cái mình làm mặt xong mình xức son lên là mình là nó mịn. Tới nữa là mình xức cái màu này không bạn. Ở dưới concealer mình xức cái màu này ha. Chấm vô phai với màu trắng một chút. Mình nói những các bạn gái nào mà ví dụ mà cái da trắng á, thì bạn có thể xức cái màu trắng thì nhưng mà bạn nào da ngâm á, thì bạn đừng nên xức cái màu trắng ngay trong cái dưới con mắt này. Tại vì khi mà bạn da ngâm bạn xức lên sẽ nhìn không có đẹp. Mình sẽ cào cái phấn của cái chân mày ra hết cho động mà mình dễ vẽ. Khi mình cào hết thì mình dễ vẽ. Mình chỉ cho, nếu như mà bạn muốn vẽ mà cái chân mày bình thường đó, thì bạn nên chấm từ ở đây, chấm từ hai phần đuôi chân mày được rồi ha. Đây là chân mày bình thường ha bạn ha. Sau đó các bạn để bột bột chân mày lên là rồi ha. Để mình để lên cho coi. Mình để cái bột chân mày mà bạn nhớ đừng có lấy cái màu mà đậm quá nghe, bạn lấy cái màu lợt được rồi. Bạn để lên cho nó giữ cái chân mày của mình hơi lâu một chút. Bạn thấy chưa? Nó cho ra một cái chân mày bình thường ha. Còn nếu còn mình muốn chân mày là sexy là nó như vậy, cái bên đây nó hơi đậm hơn mà nó hơi dài hơn. Bắt đầu mình muốn cho nó dài giống như bên đây vậy, mình vẽ thêm. Bạn nhớ vẽ chân mày đừng bao giờ mạnh tay nha bạn. Nếu mà khi mà bạn mạnh tay quá thì nó không có tạo cái đường nét đẹp cái chân mày của bạn. Khi bạn vẽ bạn nhớ lấy cái này cào lại. Sau đó mình sẽ lấy cái màu này hơi đậm hơn một chút. Sau rồi mình lấy cái màu lợt này một chút. Mình cào ở đằng trước này. Tại đằng trước lúc nào bạn cũng phải cho cái màu của nó lợt hơn cái đằng cái đuôi. Nhìn nó mới cái chân mày nó mới sắc sảo ha. Ok. Còn bên đây mình chưa có làm. Bây giờ mình chỉ trước là những cái màu nào mình xài tới. Mình xài trước nhất là màu này không bạn ha. Màu này tới nữa là màu này, tới nữa màu này. Highlight mình lấy cái màu này highlight ha. Rồi cái màu tới nó xài đuôi mình xài màu này với màu này ha. Bắt đầu mình trước nhất là mình lấy một cây cọ bự này ha. Mình chấm vô cái màu này, cái màu nãy mình nói này, cái màu nãy đây ha. Mình chấm vô vậy. Chưa
để pha ăn. Mình chưa có ấy con mắt. Xin lỗi. Trước nhất là mình xài Jumbo Pencil cái này ha. Bạn mình quên, mình tưởng đâu mình thay rồi. Bạn tha như vậy xong rồi ha. Bạn lấy cái tay các bạn tán hoặc là cọ cũng được. Tại vì mình để cái màu gì ở trên một lát, mình để cái màu kia cho nó lên đúng màu. Xong rồi mình lấy cái màu ở nãy đó, mình chậm rồi đó, mình tán đều ra. Mình thêm miếng nữa. Xong rồi mình lấy cái cọ này không bạn. Đâu ta? À, cái cọ này. Thấy xấu không bạn? MSC số 339. Hai cái cọ nó như vậy ha. Đâu trước nhất là mình chấm vô cái màu này, thấy không bạn, mình chấm vô ha. Dẫu đừng có cho nó gớm xuống mí mắt, chậm đều lên. Xong tới đó mình lấy cái màu kế, màu này ha. Cái màu này không bạn? Mới nãy mình lấy cái màu. Ở nãy mình lấy màu này, bây giờ mình lấy màu này ha. Mình sẽ tha chấm đều vô. Xong bắt đầu cái mình mới lấy một cái cọ viết như vậy ha, mình chấm vô cái màu đen này. Sợ bạn không thấy cái màu này hả bạn, thấy không, chấm vô nó nằm ở đây, mình tán ở đằng sau đuôi này. Xong rồi bạn lấy cái màu này, cái màu nâu đen mà hơi đỏ này. Cái hộp này nó bự quá, hơi cầm nó khó. Cái màu nâu đen hơi đỏ này. Chấm nha. Dũng. Xong rồi mình lấy một cái cây, cái cỏ tròn, cỏ tán. Mình tán cho nó đều ra. Xong rồi mình dặm lại một chút cho nó hơi đen một chút. Xong rồi bạn lấy một cây cọ nhỏ như vậy cũng hiệu MAC luôn ha bạn. Chấm vô cái màu này, cái mình tha đều lên trên cái này, tha đều xuống cái này. Ha. Ok. Xong rồi mình lấy một cây cọ vuông như vậy bạn ha, càng vuông vậy bắt đầu cái mình chấm vô cái màu này, cái màu để mình đánh vô cái đuôi đó, mình chấm vô này. Xong rồi mình tán đều ở đây hết.
xong rồi cái mình lấy cái cây viết mà xanh như vậy ha, mình kẻ ở đây một chút xíu, xong cái mình lấy cái cây cọ dẹp cái này đó mình tán, mình bị cái màu nó rớt xuống đây này. Xong rồi cái mình kẻ mí mắt cho bạn thấy ha, mình kẻ bằng cái hiệu này ha, Goya ha, mình rất thích. Mình để cho gần một chút, mình kẻ cho bạn thấy. Thấy không? Bắt đầu mình lấy một cái viết như vậy nè ha, màu da nha bạn. Xong rồi mình highlight. Nãy mình chưa có highlight cái ở trên. Mình highlight cái nào này thôi bạn. Mình lấy một cây cọ như vậy ha, mình chấm vô, thấy không? Rồi mình highlight chỗ chân mày. Bắt đầu cái mình bấm lông mi, mình bấm lông mi, quớt lông mi, mình gắn lông mi giả, bắt đầu trở lại với bạn. Trước nhất là mình lấy cái màu này, cái màu này ha bạn, mình tạo khói. Xong rồi mình đừng có để gì mình dở, mình chỉ cho cách tạo khói từ cái trên cái mép tay này. Một bên nữa. Sau đó cái mình đánh ma hồng, mình lấy cái màu này, màu hồng này ha, để mình gỡ lên cho nó dễ, màu hồng như vậy không bạn. Mình chấm nha, mình cũng phải dỗ dỗ. Yeah.
ra mình tán tại này, tại vì bên đây cái bột ấy nó rớt xuống cái máy của mình. Sau đó rồi bạn sẽ lấy highlight ha. Cái màu này gì? Mình tạo khối sống mũi, thí dụ như các bạn nào mà sống mũi như là không được mấy gì cao hoặc là cao rồi cũng được, mình tạo khối sống mũi. Mình lấy cái màu này không bạn, cái màu mình tạo khối hai bên mới này, mình lấy một cái cọ như vậy không bạn, dẹp như vậy tròn cũng được, cọ dẹp cũng được, mình lấy cái cọ dẹp đi. Là nhìn thấy cái đường sống mũi của mình nó gõ nét hơn. Nếu như mình muốn cho nó gõ nét hơn nữa, mình lấy cái màu trắng thì mình highlight trên đây hay là highlight trên cái sống mũi này của mình nữa. Trắng hai bên đây nó nâu là nó tạo khối, nhìn thấy cái sống mũi của mình nó gõ gàng. Bắt đầu cái môi của mình mới nãy là mình tha dưỡng môi, bây giờ mình chùi nó ra và mình sức son vô. Con mắt của mình ngay màu cam, phải không? Cam cam nâu nâu. Bắt đầu mình cũng sức, mình muốn cũng cam cam nâu nâu theo cái môi của mình. Mình sức cái hiệu này không bạn, sao ha. Ví dụ mình muốn cho cái môi của mình gõ nét hơn nữa, mình lấy một cái cọ gì mình chấm lên cho một cái son gì, mình lấy cái cọ mình tán ra vậy, nhìn cái môi của mình nó mịn hơn. Sau đó mình sẽ sức son bóng, mình sức son bóng mình lấy màu gì đây để mình coi. Mình lấy màu này đi ha. Mình lấy màu cam luôn đi. Màu cam mình có cái son màu cam đây. Đi vào lòng ha. Cái son nó như gì không bà? Mình không có sức hết môi các bạn. Ok, vậy là xong rồi. Vậy là có thể bạn có thể đi dự tiệc, đi chơi, đi chơi ban đêm, đi gặp người yêu. Ok.
Vậy là bạn có những cái khuôn mặt bạn tự tin rồi. Bạn có thể đi gặp người yêu của mình, đi chơi. Phấn nền mình nói là mình pha hai màu này chung ha. Không bạn? Một cái là na ha bạn. Một cái là mạ không bạn. Ok. Bye bye.